chính anh sẽ là người đàn ông mà em phải hối hận khi rời xa. Anh đã dành tất cả để em, thế nhưng người chỉ ghê cái gì mặt mọc vậy. Tú ra đóng cửa vào cái để cái lạnh lắm. Anh đã dành tất cả để em, thế nhưng người chỉ cho anh lời dối trá kết thúc bao tháng. Dẫu còn nắng tình cảm với anh nhưng anh chẳng thể nào. Em đang ở nhà. Xinh mày điên à? Chào em gái mưa. Cái gì mà ăn mướp đắng? Ninh này Tú ơi. Thằng Tú ơi này. Chính anh sẽ là người đàn ông mà ui vẫn nhớ em chứ. Ngọc vẫn nhớ chứ. Nhà trên rồi. Mẹ lên nhà trên. Mai sang cháu chơi đi. Sáng mai sang đây chơi. Chiều mai cháu đi làm rồi. Về nhà tôi cũng qua rồi, còn thành phố à? Mai mới xuống. Mai về không? Thúy. Ôi trời ơi, quên thế nào được em. Mai cháu đi làm rồi, sáng mai thì sang đây đưa hai cái bé sang đi chơi nào. Con Linh kia, mai mày đi mày không gọi tao thì
mai đi Quảng Ninh làm gì ấy? Du lịch à? Ghê nhờ, đi du lịch cơ. Về thì đéo về. Chào Dũng bé bé. Mày chụp ảnh tao à? Hả? Đêm rồi mà dã nhạc. Ai đấy? Anh. Ai đấy? Nhà nghe nhạc. Úi giời. Thúy này. Hello, xin đi chào bà con nhá. Xin chào bà con. Đi chùa Ba Vàng á? Ghê nhở, về mốc quá nhá. Chào anh Duy. Nhớ về mốc quá đấy. Không. Em đi làm vất vả, già rồi. Dũng ơi, Thúy ớt bảo là mày chào Thúy chưa này. Nó đi chơi rồi. À kia méo có xiền mẹ, thế mà đi du lịch người ta không được đi du lịch. Hè đi cờ tử đá khai đi về thường lạc trôi. Đấy, nó lại soi gương rồi. Nhìn cô bé dễ thương quá mày. Mày nhìn sao có vật của ai? Trường Mai Phước. Ôi, anh Phước đẹp trai. Mai sách cái gì? Đéo cầm được đâu, gạo cái gì về mà lấy, không cầm đâu. Gạo đống đồ này. Ta lấy gạo không cho. Đang hết tiền. Không mua đâu. Không. Về mà lấy. Đây một đống đồ, mai một đống quần áo, đồ đạc mang. Đã hết tiền không con, phải vay 30-40 nghìn để bắt xe về này. Khổ thế đấy. Sau bao lâu quen tối nay mình ai. Nói chuyện méo nhờ nữa. Chí ớt. Thúy đâu,
lúc đéo gọi. Thank you.